Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết lực lượng nước này đã chặn hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực phía nam trên bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 51 máy bay không người lái đã bị phá hủy ở Crimea, 41 chiếc bị hạ ở khu vực Krasnodar, 6 chiếc ở khu vực Belgorod, 6 chiếc ở Biển Đen và 1 ở Kursk. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở phía nam nước Nga vào sáng sớm 17 tháng 5. Chính quyền địa phương cho biết đám cháy tại nhà máy đã được dập tắt, mức độ thiệt hại không rõ ràng. Nhà máy lọc dầu Tuapse mới hoàn thành sửa chữa vào cuối tháng 4 sau trận hỏa hoạn hồi tháng 1. Vào thời điểm đó, một nguồn tin Ukraine cho biết vụ cháy cũng do máy bay không người lái của Ukraine gây ra, làm gián đoạn đáng kể về sản lượng.